giờ tiến hành cắt xả tàn, lấy cái đỉnh trước hạ cốt xuống, thì cây này bây giờ nó khô nhánh rất là nhiều. Bây giờ lọc bỏ những cái nhánh khô, rồi lấy cái dàn phơm lại, lấy cho nó đủ lực. Thì bây giờ cái bộ rễ cây nó không có mạnh thì mình không có thể để quá nhiều được. Thì cái cây này anh em thấy là trồng trước năm 75, cho nên là cây này trên 50 năm. Cho nên các cái nhánh anh em thấy ha, cái độ già của nó này. Mà nâng cái cây này lên khoảng làm cái bồn cao khoảng 1m2 để cây này đưa lên rất là cao, cho nên là cắt thúc lại cho nó lùng được, dựng lại là bên kia nó sẽ hạ xuống đó. Đó, đợi dựng cây thì tính. Rồi giờ tập trung cái bầu hai mà cắt to ha, để giọt sơ sơ thì lấy với bà kia để làm sao không được. Má này đoạn mai xe cẩu lại gấp cho nó nhẹ. Để bên kia thấy khô, dây nhỏ nãy. Hôm nay chỗ này thấy không thấy dây cám luôn rồi. Mình sợ coi chừng mấy rễ bên kia nó đi ngang qua. Cái mai này phá bầu xử lý tại chỗ luôn, để cẩu giờ cách đây khoảng 3m thôi, cho nên là tiến hành là xử lý luôn, phá bỏ cái bầu đất cũ, lấy cái bộ rễ rồi đánh giá rồi mức độ nó hư rễ bao nhiêu phần trăm, cái rễ cám rễ nhỏ còn được nhiều hay không, thì lên bồn kích rễ nuôi lại cái cây mai này. Lọc bỏ hết khoảng 20% các cái nhánh, cắt tạo lại cái dáng của cái cây. Như được cái phần rễ bên này là quá ngon luôn á. Rễ bên này nó đạt luôn á. Được cái hướng bên đây à. Còn bên kia là bị hư, bên đó là phân nhiều. Giờ mấy bên anh nói xanh cũng vậy luôn. Mình nghĩ là cái đầu chỗ bên này nó thấp, nó phải hư chứ sao lại không hư ta. Cái đầu trên này nó cao, không có do phân chứ không phải do thì nó thấp thì hư không đến nỗi vấn đề nước, nhưng mà không sao, nước thì nó nhẹ hơn nhiều. Đúng rồi, nhiều. Tại vì cái vùng của mình ở đây á, mưa xuống nhưng mà vùng mình ở vùng cao, nước nó rút chậm nhưng mà nó rút đi được. Còn cái phân á, giờ do nhiều năm nay anh bón á, cái cách bón phân của mình không đúng á. Tại bón nó không tưới. Đúng rồi. Mà anh bón, mà phân anh bón cái chỗ này anh tưới nó còn nguy hiểm hơn không tưới luôn. Nó rút nhanh đi. Không tưới chứ anh tưới là nó đi luôn. Đâu có, anh tưới nó tan ra để cây nó rút vô cây, rút nhanh hơn thì nó ngoại tử nhanh hơn. Còn anh không tưới thì nó nằm đó nó chậm hơn. Nó vậy đó. Giống như nó để dành á, để dành nó chưa ăn. Còn phân nữa nè. Cái này vậy là anh đào lỗ anh chôn xuống thiệt rồi. Đây để mình giùm anh chôn của nó rễ nào còn cũng đi. Cái này gọi là một số anh em gọi là khủng bố cây mai, lấy phân khủng bố là đúng rồi, chính xác luôn. Nhiều anh em nói chung cũng chưa có hiểu gì cái cách bón phân á, xài thì tới lúc nó cũng bị tình trạng này nhiều. Thì nó như là mình ốm thì mình cứ phải uống thuốc nặng vô. Mà anh không cho uống thuốc nặng, anh cho ăn nặng vô. Nhưng mà với cái liều lượng này á, là thằng mạnh khỏe ăn vô nó cũng ngọt nữa, chịu cũng không nổi luôn.
tại vì cái rễ cám hả? Chỗ này nghe mùi. Có bình gì cái rễ nó mọc rồi đó nè, nó bả rồi nè. Nè nó bả mà khu này là nặng lắm. Nên không có chôn khu này mới còn. Nếu mà anh rải đều á là nó tan đều ra, cái lượng nó không có nhiều. Còn tại mình tập trung chỗ á, nó ngay cái mạch rễ nào thì mạch rễ nó hư thôi. Không phải có trong này thì nó mau ngấm, mình thả sẽ nó không ngấm. Tại chút cũng đang nữa. Anh rải đều, anh tưới nước cho nó tan rồi thì thấm xuống đất. Cho trời mưa. Cốp cốp rồi, đâu này là banh nữa rồi. Hư hết rồi. Nói chung rất là nhiều cây mai to, cái trường hợp này nó nhiều. Về đi rồi mai sẽ cẩu luôn, khá nặng. Chung xử bên kia không có rễ, xử lý bên kia cho nó nhẹ đi. Các cái trường hợp mà phạm phân á, nếu như phát hiện sớm, cây nó có cái bộ rễ nó chưa hư, đặc biệt giống như cái cây này, anh em thấy là bộ rễ cám nó hơi bị mạnh ha, nhiều. Thì cái cơ hội mà khắc phục nó rất là lớn, thành công rất là cao. Còn để thời gian nó quá lâu, rễ nó chết rồi nó mục, nó hoại. Tâm lý anh em chơi cây là muốn cây nó khi nó yếu, muốn bón phân nó nhiều để cho nó phục hồi, nhưng cái đó là đi sai cái nguyên lý. Cây mạnh thì nó mới ăn được nhiều, còn cây càng yếu nó ăn càng ít. Bộ rễ là gốc quyết định cái cây nó có thể chở mình, nó sống được hay không là nó quyết định. Như cây này thì lên thay chất trồng lại, đưa thuốc vô là nó hết liền, phát triển rất là mạnh. Mà cây này nếu mà không xử lý để kéo dài qua năm thứ hai, năm thứ ba nữa thì nó cũng hư, nó rồi sau đó nó cũng chết, nó cũng sẽ bỏ nhánh nứt ra, rễ hư. Cũng nhiều anh em mà sử dụng ba cái phân chuồng á thì nó mức độ nó đỡ hơn nhiều, nhưng mà thực tế thì cũng có cây chết rồi là sử dụng hai bao phân gà, mỗi bên một bao để nguyên vậy đó. Hai cây này bông đẹp lắm. Anh tính lấy bò về ghép. Giờ đâu lấy bò, đâu lấy sạch nông. Còn cây cái bên đó. Còn cây chơi tết á. Rồi nhắn đi quay cận nhắn nè. Rồi tắt cái em không?